Các thầy cô và các em chắc là cũng đã biết cái hình này. Đây là cái trống đồng Đông Sơn được tìm thấy ở Việt Nam. Nhưng mà trống đồng Đông Sơn không phải chỉ tìm thấy ở Việt Nam mà còn được tìm thấy ở nhiều nơi khác. Ví dụ ở miền Nam, ở Trung Quốc, ở Thái Lan, ở Indonesia, ở Malaysia, vân vân. Điều đó không có nghĩa là những trống đồng này được chế tạo ra ở những cái nước khác, mà đó là chính là cái quá trình giao lưu ảnh hưởng cái văn hóa giữa văn hóa Đông Sơn của chúng ta với rất nhiều nước ở trong khu vực cũng như là còn xa hơn nữa. Đấy là cái điều rất thú vị mà khi nghiên cứu về lịch sử chúng ta sẽ có thể tìm ra những cái quá trình giao lưu ảnh hưởng văn hóa ấy từ quá khứ cho đến hiện tại như thế nào. Và chúng tôi hy vọng rằng cái cuốn lịch sử và địa lý của chúng tôi sẽ mang lại được cái điều đó cho các thầy, các cô và tất cả các em. Tôi là Đinh Ngọc Bảo, chủ biên phần lịch sử của sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 thuộc Bộ Kết nối tri thức và cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Như các thầy, các cô cũng đã biết là theo cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì môn lịch sử và địa lý được tích hợp thành một môn học lịch sử và địa lý. Nhưng mà tuy nhiên thì vẫn là hai cái phân môn, và bắt đầu từ lớp 7 cho đến lớp 9 thì có thêm một số những chủ đề chung như là các cuộc phát kiến địa lý hay là đô thị, lịch sử và hiện tại. Tuy nhiên thì chương trình vẫn chỉ là những cái nội dung rất là khái quát. Còn cái việc mà cụ thể hóa chương trình, chuyển hóa cái chương trình thành những cái bài học cụ thể, sinh động, làm sao để giúp cho giáo viên dễ dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp cho các em có thể tự học, tự rèn luyện để phát triển năng lực và phẩm chất. Đó là nhiệm vụ của sách giáo khoa. Vì vậy mà sách giáo khoa có một cái vai trò rất quan trọng trong việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Kính thưa các thầy, các cô, để mà biên soạn cuốn sách giáo khoa này, nhóm tác giả của chúng tôi đã đưa ra một số những cái quan điểm và thống nhất một số những quan điểm sau đây. Trước hết là phải tuân thủ những cái định hướng giáo dục đã được xác định ở trong cái nghị quyết 29 của Trung ương, nghị quyết 88 của Quốc hội và cái quyết định 404 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đó là chuyển mạnh cái nền giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp cho học sinh hình thành và phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất. Quan điểm này được tuân thủ trong suốt cái quá trình biên soạn sách, từ việc cấu trúc các chương bài, trình bày các cái đơn vị kiến thức đến việc lựa chọn các cái câu hỏi bài tập, cũng để giúp cho cái việc biên soạn sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực. Thì nhóm tác giả của chúng tôi tiếp thu một cách tối đa những cái ưu điểm của cái chương trình và sách giáo khoa hiện hành, đồng thời có tham khảo học tập cái sự biên soạn sách giáo khoa của các nước ngoài. Chúng tôi cũng đã có dịp tiếp cận được với sách giáo khoa lịch sử và địa lý của nhiều nước tiên tiến trên thế giới như là Mỹ, Australia, Singapore, Pháp hay là Liên bang Nga, và cũng đã học tập được nhiều cái phương pháp biên soạn tiên tiến của họ. Quan điểm thứ ba, biên soạn để làm sao mà sách giáo khoa trở thành cái công cụ giúp cho giáo viên đổi mới và hiệu quả các cái phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục. Để tuân thủ theo cái quan điểm này thì sách giáo khoa của chúng tôi được biên soạn không phải theo những cái cách trình bày theo một mạch kiến thức, mà được cắt ra thành các cái hoạt động học tập, đồng thời nêu nhiều câu hỏi, nhiều gợi ý để giúp cho giáo viên có thể hướng dẫn, khai thác tư liệu, các kênh hình, kênh phụ để làm phong phú cho bài giảng. Quan điểm thứ tư là tuân thủ theo cái định hướng chung của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đó là chuẩn mực, khoa học và hiện đại, và đồng thời cũng là của Bộ Sách Giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Chuẩn mực, khoa học và hiện đại luôn là cái yêu cầu khắt khe đối với sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đồng thời thì cái gắn các tri thức đương học với thực tiễn cuộc sống được đặc biệt chú trọng. Ngược lại, trong sách khoa lại có những cái tình huống, bài tập yêu cầu học sinh phải tìm tòi và giải quyết được những cái vấn đề, những cái hiện tượng trong cuộc sống liên quan tới các kiến thức đã được học. Cái điều này sẽ giúp cho học sinh
có thể dễ hiểu, dễ nhớ bài học, đồng thời cũng rèn luyện những cái kỹ năng, những năng lực cần thiết. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử? Học sinh sẽ được cung cấp 4 dữ liệu quan trọng: tư liệu hiện vật, tư liệu chữ viết, tư liệu truyền miệng, tư liệu gốc. Chúng tôi sẽ giới thiệu với các quý thầy cô những cái điểm mới mà của cái bộ sách giáo khoa của chúng tôi so với sách giáo khoa hiện hành, và cái cũng có thể là có những điểm mới so với sách giáo khoa của các cái bộ sách khác của các nhóm tác giả khác hiện nay. Để biên soạn sách khoa theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học thì chúng tôi cho rằng là phải đổi mới một cách toàn diện, từ cách tiếp cận đến cái phương pháp biên soạn, đến đổi mới về cấu trúc, nội dung của sách, đến cách trình bày, thiết kế và in ấn. Trước hết là về cái cách tiếp cận, phải biên soạn làm sao để sách giáo khoa trở thành cái công cụ giúp cho học sinh hình thành và phát triển năng lực và cái khả năng tự học, tự tìm hiểu, tự khám phá các cái tri thức, chứ không phải là tiếp thu cái kiến thức đó một cách thụ động. Vì thế, các cái đơn vị kiến thức không phải là được trình bày một cách trọn vẹn trong các bài khóa như là sách giáo khoa hiện hành, mà có thể được cung cấp qua nhiều các kênh thông tin khác nhau như là các cái kênh chữ, kênh hình, qua Internet, v.v. Cách tiếp cận thứ hai đó là sách giáo khoa phải được biên soạn để trở thành một cái phương tiện giúp cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học. Cấu trúc của bài học ấy, thì theo cái hoạt động học tập khác nhau, giảm kênh chữ và tăng cái kênh hình để và các tư liệu và để các hoạt động luyện tập vận dụng v.v. Chính là nhằm vào cái mục tiêu này. Phần địa lý, bài về lược đồ trí nhớ. Nếu có khách du lịch hỏi đường, làm thế nào để em chỉ chính xác cho họ? Sách sẽ dạy học sinh cách để tự vẽ lược đồ trí nhớ qua các bài tập hình vẽ phong phú. Cách tiếp cận thứ ba của chúng tôi đó là tích hợp nội môn và liên môn. Bộ môn lịch sử và địa lý của chúng ta đã là một cái sự tích hợp nội môn rất tốt. Tuy nhiên, lần này đấy, thì việc tích hợp giữa cái môn lịch sử và địa lý còn được tích hợp với nhiều cái môn học khác như là văn học, khoa học, nghệ thuật, v.v. Định hướng đổi mới thứ hai của chúng tôi đó là đổi mới về phương pháp biên soạn. Nhóm tác giả thì luôn luôn đặt ra một cái yêu cầu là phải biên soạn làm sao để cuốn sách khoa trở nên dễ học, dễ dạy. Tức là các cái kiến thức biên soạn phải được chọn lọc và tinh giản một cách hợp lý, dễ hiểu, dễ nhớ. Văn phong phải rõ ràng, khúc chiết và sinh động, phù hợp với cái tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh. Em có biết người Ai Cập đã dùng thân cây papyrus để tạo ra giấy? Từ paper, giấy viết trong tiếng Anh, có gốc từ papyrus. Đồng thời thì phải sử dụng nhiều các cái bản đồ, sơ đồ, rồi bảng biểu, trục thời gian, vân vân, để đơn giản hóa kiến thức, phổ thông hóa kiến thức. Vậy, cái sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6, bộ kết nối tri thức với cuộc sống, nhìn tổng thể thì rất là thoáng đãng và hấp dẫn, nhưng mà vẫn đảm bảo được những cái đơn vị kiến thức theo yêu cầu cần đạt của chương trình. Một cái định hướng thứ ba của chúng tôi đó là đổi mới về cấu trúc sách, cấu trúc bài học, cấu trúc kể cả về nội dung cũng như là về hình thức. Sách được cấu trúc theo các cái chương. Phần lịch sử thì có 5 chương, 20 bài, và mạch kiến thức thì được sắp xếp theo cái logic thời gian và khu vực, lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam từ thời Nguyên Thủy cho đến thế kỷ thứ 10. Phần địa lý thì có bài mở đầu 7 chương, 31 bài, nội dung là những cái kiến thức cơ bản về địa lý tự nhiên và cái mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Với cuốn sách là các bảng tra cứu thuật ngữ, bảng phiên âm, các cái tên riêng từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt. Và trong đó thì có ghi rõ cái số trang mà các cái thuật ngữ để các cô và các em học sinh có thể tra cứu một cách dễ dàng. Về cấu trúc chương
và bài thì như trên chúng tôi đã nói là cấu trúc chương và bài của chúng tôi được chia thành các cái hoạt động học tập khác nhau. Mở đầu chương bao gồm những cái nội dung giới thiệu khái quát và các cái nội dung cốt lõi của cái chương đó mà học sinh sẽ được tìm hiểu. Đó là những cái hình ảnh tiêu biểu có tính chất gợi mở, thu hút sự chú ý của học sinh và kích thích cái sự nhận thức của tất cả các em. Về cấu trúc bài học thì bài học của chúng tôi gồm có mấy cái hoạt động sau đây. Thứ nhất là hoạt động mở đầu, chính là những cái hoạt động tình huống, những cái câu hỏi, tranh ảnh có liên quan tới kiến thức của bài để tạo một cái tâm thế thoải mái, hứng thú cho học sinh trước khi mà vào bài mới, đồng thời cũng giúp định hướng cái nội dung bài mới. Cái hoạt động thứ hai là hoạt động hình thành các cái kiến thức mới. Tuyến chính là cái nội dung chính của bài học, bao gồm các cái kênh chữ, kênh hình, tư liệu, rồi tranh ảnh, lược đồ, hệ thống các cái câu hỏi, bài tập. Đây chính là cái chất liệu để cho giáo viên tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh. Để tuyến phụ thì bao gồm các em có biết kết nối với địa lý, với văn học, nghệ thuật, kết nối với ngày nay, vân vân. Đây là những nội dung kiến thức mở rộng hoặc là nâng cao hoặc là tích hợp liên môn với các kiến thức của các môn học khác nhằm làm rõ hơn cái nội dung cả các cái tuyến chính. Tuyến chính và tuyến phụ thì có liên quan với nhau và cùng phục vụ cho một cái mục đích phát triển năng lực của người học. Ví dụ, khi mà khai thác các kênh hình, các cái tư liệu được trích dẫn ở trong sách thì sẽ giúp cho học sinh tiếp nhận các cái tri thức này một cách chủ động mà không phải là thụ động như là trong sách giáo khoa hiện hành. Việc sử dụng các cái tuyến chính và tuyến phụ này sẽ thế nào ấy, thì chúng tôi hy vọng là sẽ được giới thiệu một cách kỹ hơn trong các cái đợt tập huấn về sau. Phần cuối của bài là các cái hoạt động luyện tập và vận dụng. Đây là hệ thống các cái câu hỏi, bài tập, thực hành, vận dụng những cái kiến thức và kỹ năng đã được học, là cái chất liệu để giúp cho giáo viên tổ chức các hoạt động củng cố và phát triển kiến thức, kỹ năng để hình thành ở trong học sinh. Muốn xác định vị trí của bất cứ điểm nào trên quả địa cầu hay trên bản đồ, ta phải xác định được kinh độ và vĩ độ của điểm đó. Cái mới thứ tư của cuốn sách của chúng tôi đó là đổi mới về hình thức thiết kế, hình thức in ấn, được in nhiều màu, trang đôi và những hình ảnh thì rất là rõ nét. Màu sắc thiết kế thì phù hợp với tâm sinh lý, với thị giác của học sinh lớp 6 một cách rất là sinh động, hấp dẫn. Cách thiết kế thống nhất với sự đa dạng giữa các bài học. Và đặc biệt là các hình ảnh được sử dụng thì là phù hợp với cái nội dung của bài học và đều được khai thác để làm rõ cái nội dung của bài học. Các cái hình ảnh được sử dụng trong sách khoa ấy, đều có liên quan với nội dung hoặc là minh họa cho nội dung. Đồng thời thì những hình ảnh này là có nguồn dẫn chính xác và đã được mua bản quyền, cho nên chúng ta có thể sử dụng nó một cách rất là yên tâm. Thưa các thầy các cô, qua cái phần trình bày ở trên ấy, thì chúng ta có thể thấy những cái điểm nổi bật của cuốn sách giáo khoa lịch sử và địa lý 6, bộ kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bên cạnh các cái sách giáo khoa giấy thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ một cách tối đa các cái học liệu điện tử từ trên các cái trang web như là đang hiện trên màn hình. Đồng thời thì chúng tôi, nhóm tác giả của sách cũng sẽ luôn đồng hành cùng các thầy các cô và học sinh trong suốt quá trình tập huấn và sử dụng sách để đạt được cái mục tiêu giáo dục. Cuốn sách giáo khoa lịch sử và địa lý này sẽ đồng hành cùng các thầy các cô để hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, để các em kết nối cái tri thức với cái cuộc sống.